Rồi, con lên đây, mau. Lên đi, mau. Con lên đây. Lên. Rồi, con. Đứng trên này. Rồi, con có gì nói cho mọi người nghe? Con tên gì? Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Ngọc Khánh Linh. Mấy tuổi? Dạ, con 10 tuổi. Con ở đâu? Dạ, con ở Vũng Tàu. Rồi, con có hai chị em, con có cái gì đây? Dạ, hai chị em con có con heo. Để làm gì? Muốn tặng cho các bạn nghèo và vô gia cư. Rồi, con heo muốn tặng cho các bạn nghèo và vô gia cư nữa. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Lắc 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 lắc. Rồi, hai chú con đem một con heo và thả vào trong chuồng cho cha. Hôm nay chuồng của cha có đủ heo, vừa nửa heo, nửa lợn. Rồi, rồi đủ thứ tụi con... Cha tặng cho chúng con mỗi đứa một món quà nha. Đây là Đức Mẹ Ba Nơn và đây là Chúa Giêsu lòng thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai chúng con nha. Rồi. Còn con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con được nhiều ơn lắm. Trước hết là